Năm 2017, Việt Nam có trang trại bò sữa đầu tiên đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu. Chỉ 2 năm sau, sản phẩm sữa tươi hữu cơ của Việt Nam đã vượt qua những quy định nhập khẩu nghiêm ngặt để có mặt trong siêu thị tại Singapore và được người tiêu dùng ở đây đón nhận. Tín hiệu tích cực ngay trong tháng cuối cùng của năm 2019 là cơ sở để Việt Nam mở rộng thị trường cho sản phẩm tiềm năng này. Một năm trở lại đây, trong bữa sáng của nhiều gia đình ở Singapore đã bắt đầu sử dụng sản phẩm sữa organic nhập khẩu từ Việt Nam. Chị Chin cho rằng không chỉ gần về địa lý mà các sản phẩm còn rất thuyết phục về chất lượng. Trong một chương trình trải nghiệm sản phẩm của công ty tổ chức, tôi thấy sản phẩm ngon và là sữa organic nên tôi mua thử. Sau đó thì mua thường xuyên hơn về cho gia đình uống. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc tại các siêu thị như Fairprice, Ustar tại Singapore. Với mức thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 7 thế giới, Singapore là quốc gia nhập khẩu sữa lớn. Hiện mức tiêu thụ bình quân đầu người khoảng 45 lít sữa một năm. Việc đáp ứng các quy định khắt khe nhất để vào được thị trường này sẽ là cơ hội để mở thêm cánh cửa cho sữa của Việt Nam. Sản phẩm của chúng tôi lên kệ và sau đó thì chúng tôi nhận được nhiều đơn hàng của nhiều khách hàng khắp trên thế giới, và lý do là họ đã nhìn thấy được sản phẩm của Vinamilk tại kệ siêu thị của Singapore và tạo cho họ niềm tin. Với nhiều kết quả tích cực về xuất khẩu trong năm 2019, vượt qua các tiêu chí đặc thù, vừa qua tại Singapore, Vinamilk là công ty Việt Nam duy nhất nhận được giải thưởng doanh nghiệp xuất khẩu châu Á 2019 trong hạng mục thực phẩm chế biến. Đa phần sản phẩm sữa tại Singapore đều được nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa với mức độ cạnh tranh trên thị trường rất cao. Nếu các sản phẩm của Vinamilk được người tiêu dùng đón nhận thì đó là thành công lớn, bởi tôi biết người dân Singapore rất kén chọn khi mua hàng hóa, nhất là thực phẩm. Dự báo của Liên đoàn Quốc tế các phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ, tổng doanh thu sản phẩm hữu cơ dự kiến sẽ đạt hơn 32 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Với tốc độ tăng đàn bò sữa hữu cơ nhanh qua từng năm, Việt Nam hướng đến mục tiêu lọt vào top 15 của thế giới về nông nghiệp hữu cơ vào năm 2030.